Ngày hôm nay Minh Hùng sẽ lên sóng cho cô bác anh chị chúng ta một căn nhà với diện tích ngang 36, độ dài 16m, thiết kế một trệt một lầu nha quý vị. Căn nhà thiết kế có phòng ngủ trệt dành cho người già, căn nhà có hướng chính nam. Vị trí thì vô cùng đắc địa, nằm ngay kế bên công viên Làng Hoa, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà 3 phòng ngủ hẻm xe hơi. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính của căn nhà một trệt một lầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn nhà với giá bán chỉ hơn 5 tỷ một tí thôi nha mọi người. Và con đường trước nhà này, con đường trước nhà là một con đường tới 6 mét đường nhựa nhé. Cách đường chính đường lớn hẻm một xẹt khoảng tầm 50 mét thôi nha quý vị. Đường này xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Một trệt một lầu 36, độ dài 16 mét. Thiết kế có sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân phơi. Chủ nhà để full nội thất bên trong. Quý vị sẽ có sofa salon bằng gỗ này, kết hợp với tủ kệ tivi, màn hình tivi 55 inch. Bên trên thì có đèn quạt trần. Và phòng khách này thì được ốp gạch 80 và ốp gạch tường lên cao 1m2, rất là đẹp và cao cấp. Di chuyển vào bên trong giữa nhà thì quý vị có không gian cầu thang được ốp đá hoa cương, kết hợp với tủ rượu kế bên này. Và cầu thang thì làm rất là đẹp và ngăn nắp. Giữa nhà là không gian phòng bếp với tủ bếp trên dưới đều làm chất liệu gỗ An Cường, có bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, tủ lạnh Samsung. Cuối nhà thì quý vị sẽ có một không gian phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho bố mẹ già. Phòng ngủ được full nội thất, có giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm, có cả bàn trang điểm, máy lạnh, cửa sổ ra giếng trời và một tủ áo âm tường cũng như là tủ kệ tivi. Sàn phòng ngủ dưới tầng trệt này thì chủ nhà ốp gạch 30m2 nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị đang tìm một căn nhà mà có phòng ngủ dưới trệt dành cho người già, 3m6, độ dài 16m, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, giá bán 5 tỷ 550 triệu đồng thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay căn nhà này. Căn nhà này thì một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già và 3 phòng vệ sinh, hướng chính nam, tọa lạc trên một con đường xe hơi, cách mặt tiền đường chính 100m và rất là gần với công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây. Quý vị có bác quan tâm căn này thì hãy gọi cho Hùng theo số hotline 0918178647 để đến tham quan và sở hữu nhé. Căn nhà nằm ngay công viên Làng Hoa luôn, đi bộ ra công viên Làng Hoa khoảng tầm 2-3 phút thôi. Khu vực cầu thang ở đây thì chủ nhà có ốp gạch lên cao 1m2 và lên trên lầu thì quý vị sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh riêng biệt. Nhà này thì đúc thật một trệt một lầu nha cô bác anh chị. Chúng ta sẽ có sân trước, sân sau, khu vực giặt đồ, phơi đồ và phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 thì quý vị sẽ có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo rộng, kết hợp với ban công để trồng rau, trồng cây xanh. Phòng ngủ thì full nội thất. Đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Có cả máy lạnh này quý vị và có màn rèm. Ngoài đây chúng ta có ban công lên tới 2m2, được trồng cây xanh, có vòi nước tưới cây. Quý vị có thể trồng rau, trồng cây xanh ở đây. Và đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh nhé, hướng chính nam, vị trí quá đẹp, đường xe hơi thông. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Một trệt một lầu đúc thật nhé, ngang 3m6, độ dài 16m, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và qua bên đây không gian phòng ngủ số 3 thì cũng khá là đẹp. Quý vị thấy ở đây có hệ thống tủ áo, giường ngủ, bàn làm việc, chăn ga gối đệm, máy lạnh LG một ngựa mới tinh. Và kế bên đây có bàn làm việc, bàn học, tủ áo âm tường, giường ngủ, chăn ga gối đệm và phòng vệ sinh trong. Đặc biệt căn nhà mình có sân sau nên quý vị sẽ có chỗ giặt đồ phơi đồ nhé. Đây, phòng vệ sinh này và khu vực giặt đồ phơi đồ. Khu vực giặt đồ phơi đồ thì chủ nhà có để sẵn máy giặt Samsung này và chúng ta sẽ làm dàn phơi thông minh ở đây. Chúng ta giặt đồ phơi đồ ở khu vực này nhé. Ngang 3m6, độ dài 16m, giá bán là 5 tỷ 550 triệu đồng, hướng chính nam, hẻm xe hơi, nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Lê Văn Thọ, thuộc phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cô bác anh chị quan tâm căn này thì alo trực tiếp đến nhà đất Hùng theo số hotline 0918178647 để được tư vấn nhé. Đặc biệt căn nhà mình có phòng ngủ dành cho người già, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp và sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Quý vị quan tâm gọi cho Hùng ngay nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại.